Người đàn ông đang bôi thuốc nhuộm màu trắng lên người, rồi cải trang thành một bức tượng và đứng bất động trong viện bảo tàng. Mục tiêu của anh là đánh cắp viên kim cương trị giá 200 triệu này. Nhưng có rất đông bảo vệ tuần tra xung quanh tủ trưng bày. Lúc này người đàn ông mở bảng điều khiển giấu trong cuốn sách, lái xe điều khiển từ xa màu đen men theo các đường kẻ màu đen. Chiếc xe tránh khỏi tầm mắt của nhiều nhân viên bảo vệ. Nhưng đột nhiên một bảo vệ đang nghe điện thoại đứng trước mặt anh. Anh nhìn qua một cái quyết định chạy qua luôn. May thay bảo vệ không nhìn thấy nó. Xe đã đi đến dưới chân viên kim cương thành công. Sau đó anh ta nhấn nút, xe điều khiển từ xa nâng càng lên. Thân xe vừa khớp với rãnh của tủ trưng bày. Ngay sau đó xe điều khiển thò hai hàng bánh xe ra, di chuyển từ từ dọc theo rãnh của tủ trưng bày. Sau một lúc nó cũng lên tới đỉnh. Anh liền mỉm cười. Chiếc xe bắt đầu biến hình. Nó đưa ra một móng vuốt dài mảnh, kẹp thật chuẩn vào viên kim cương lớn. Sau đó anh đặt một máy chiếu ba chiều vào tay bức tượng. Khoảnh khắc viên kim cương bị lấy đi, máy chiếu cũng bắt đầu phát cùng một lúc. Cứ thế viên kim cương trị giá hàng chục tỷ bị trộm mà không ai hay. Sau đó anh cải trang thành một người quét dọn, xách theo viên kim cương vênh váo bỏ chạy. Nhưng lúc này một FBI cảm nhận được bất thường, liền hô lớn ngăn anh ta lại. Hóa ra nhân viên dọn dẹp đã bị cấm đến làm việc hôm nay. Thế ông già này chính là tên trộm mà họ muốn bắt. Đồng đội từ từ giơ súng lên, chú ở phía trước đứng lại cho tôi. Nhưng tên trộm vẫn cứ nhích tới cho đến khi đụng phải nắp cống, nói rằng tôi già rồi tai nghe không rõ. Lúc này một đám người có vũ trang bao vây lấy ông. Cảnh sát yêu cầu kiểm tra chứng minh. Arian giả vờ tìm lấy nhưng lén nhấn một cái nút trên eo. Không ai để ý đế giày của ông rỉ ra một chất lỏng ăn mòn mạnh màu xanh. Tên trộm đưa chứng minh cho cảnh sát. Khi lật mặt sau của chứng minh lại trên đó lại có logo của siêu trộm. Lúc này nắp cống đúng lúc bị chất lỏng ăn mòn và rơi ra. Tên trộm chui tọt xuống cống trốn thoát cùng với viên kim cương. Chỉ còn lại cảnh sát đứng ngơ ngác ở đó. Rất nhanh tên trộm lại để mắt đến thanh kiếm trị giá 800 triệu này. Thanh kiếm này trị giá 800 triệu. Lúc này một nữ trộm từ trên trời giáng xuống. Cô ấy mở móc câu vừa định ăn cắp thanh kiếm, đột nhiên hai đồng xu rơi ra. Hóa ra là một tên trộm khác. Cô phớt lờ anh ta, vừa định vươn tay đặt lấy kiếm thì Arian bảo cô đừng di chuyển. Sau đó lấy ra một cặp kính và đưa cho cô. Khi cô đeo lên liền nhìn thấy thanh kiếm được bao quanh bởi tia laser. Arian nói với cô ấy chỉ cần chạm vào mấy đường laser này nó sẽ tự báo động. Một khi cầm thanh kiếm lên, dòng điện hàng nghìn watt sẽ bắn ra từ tường ngay. Nữ trộm ngây ra khi nghe anh nói, nhưng Arian lại rất điềm tĩnh. Anh ấy tung một đồng xu chạm vào laser, bỗng nhiên báo động vang lên. Vô số nhân viên bảo vệ lao vào từ ngoài cửa bao vây hai người. Cô gái tìm cơ hội lấy thanh kiếm và chạy đi, còn các nhân viên bảo vệ đều bị laser bắn trúng. May mắn Arian nằm xuống kịp thời nên mới thoát nạn, còn cô gái leo lên sân thượng nhưng đã bị một nữ cảnh sát chặn lại. May là Arian xuất hiện kịp lúc đá văng súng của nữ cảnh sát, rồi tung ra vài sợi dây thừng quấn lấy nữ trộm. Sau đó họ cùng nhảy khỏi tòa nhà cao tầng. Đợi sở trưởng đến thì hai tên trộm đã tẩu thoát. Arian đưa Monali đến một căn phòng bí mật. Anh ấy muốn biết cô là ai, nhưng nữ trộm lại cởi áo ra. Sau khi cô cởi mũ trùm mặt xuống, Arian ngay lập tức bị thu hút. Sau đó Monali tiếp tục cởi áo ra. Arian nhìn mà không thể khép miệng lại. Hóa ra nữ đạo trích này tên là Monali. Cô là fan trung thành của Arian. Cô ấy lấy cắp thanh kiếm là vì muốn hợp tác với anh đánh cắp kho báu lớn hơn. Arian không nói thêm lời nào mà đồng ý ngay luôn. Nhưng anh không biết rằng Monali thực chất là cảnh sát chìm, và Arian dường như cũng nhận thấy điều đó. Hôm đó anh ta cố tình tìm cơ hội để kiểm tra Monali, xem cô có thực sự trung thành với mình không. Thế là anh đã đưa Monali đến một vách đá. Cô không ngần ngại cùng với Arian kề vai nhảy thẳng xuống. Khi cái chết gần kề, Arian vội thắt dây an toàn và ôm lấy Monali. Bài kiểm tra khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Sau đó Arian đưa Monali đi khắp nơi để tìm mục tiêu. Cuối cùng họ nhắm vào 6 đồng tiền vàng giá trị liên thành. Nhưng một ngày trước khi họ hành động, Monali đã nói trước tin tức này với sở trưởng sở cảnh sát. Và cảnh này đúng lúc bị Arian cải trang thành chú hề nhìn thấy. Ngày hôm sau Arian liền ngửa bài với Monali. Anh ta đưa cho cô một khẩu súng bảo cô bắn chết mình đi. Anh muốn biết liệu Monali có thực sự yêu anh không. Nhưng cô không thể nào ra tay được, bởi vì trong khoảng thời gian này cô đã yêu Arian rồi. Monali chĩa súng vào đầu mình, nhưng không ngờ không có viên đạn nào trong đó. Bởi vì Arian cũng đã yêu Monali nên anh đã gỡ đạn ra trước. Cuối cùng họ đã hóa giải mâu thuẫn. Cả hai quyết định sau khi làm xong vụ này thì rút khỏi giang hồ. Đây là 6 đồng tiền vàng trị giá hàng chục tỷ, giờ chúng đang được bày ở trong viện bảo tàng. Hai tên trộm cải trang thành ông già Noel chuẩn bị trộm tiền vàng đi. Họ canh đúng thời cơ thả một túi mấy con vật dễ thương này vào khu hội chợ. Chúng bắt đầu bò lên chân mọi người, ngay lập tức mọi người nháo nhào lên. Khi cảnh sát đến thì những đồng tiền vàng đã bị đánh cắp. Họ phong tỏa nơi đây ngay lập tức và chỉ để trẻ con rời đi. Nhưng Arian và Monali cũng đã giả làm trẻ con và vênh váo bỏ đi. Sau đó họ cùng nhau lái xe máy bỏ chạy, nhưng có một chiếc trực thăng lại theo ngay sau. Để thoát khỏi sự truy bắt, họ đi đến một bục nhảy và bay thẳng ra ngoài. Còn Monali thì ném một quả lựu đạn ra, chiếc trực thăng lập tức bị nổ tung thành từng mảnh. Không ngờ sở trưởng vẫn còn đưa theo thuộc hạ đuổi theo sau. Hết cách, Monali quyết định chia đường chạy trốn với Arian, nhưng sở trưởng vẫn theo sát sau lưng anh. Arian nhìn thấy thế bỗng dưng quay đầu lại rồi nhảy thẳng xuống vách đá. Hóa ra anh ấy có mang theo một chiếc dù, cứ nghĩ anh có thể thành công trốn thoát, nhưng sở trưởng giống như miếng cao dán không rời, ông ta cũng nhảy xuống theo. Ông bắt lấy Arian giữa không trung. Sau khi cả hai rơi xuống đất, họ liền nổ ra cuộc chiến gay cấn. Bất ngờ một tiếng súng vang lên, hóa ra Monali đã bị bắt. Arian cho rằng lần này đã không thể thoát được nữa. Anh liền nhìn về Monali nói lời tỏ tình cuối cùng. Đột nhiên Monali rút súng ra, bắn liên tiếp 3 phát vào Arian. Sau đó anh rơi xuống thác nước phía sau. Sở trưởng hỏi Monali tại sao lại nổ súng. Cô chỉ nói một câu, bởi vì tôi yêu anh ấy. Sở trưởng cũng không hỏi thêm gì mà quay người bỏ đi. Tầm khoảng vài tháng sau, Arian và Monali cùng nhau mở một nhà hàng.
Ariane vốn không hề chết, vì tất cả đã được họ lên kế hoạch từ trước. Nhưng không ngờ sở trưởng lại tìm tới cửa. Ariane vì muốn được chung sống với Monali, nên đã rửa tay gác kiếm từ bỏ việc trộm cắp. Anh mang tất cả những thứ đã đánh cắp trả cho sở trưởng. Và sở trưởng cũng không truy cứu họ nữa. Từ đó cả hai cùng sống một cuộc sống